Hôm nay thử cái phản ứng của mấy con hay ăn hàng với lại cái âm thanh sột soạt. Chúng nó đang nằm không đấy nhá. À, mỗi con nằm chỗ đấy. Đứng dậy một cái là ngồi dậy ngay rồi. Để thử nhá. Đây này, để cái túi ở trên này này. Ôi giời, có gì đâu, chả có làm gì cả. Ra ngủ đi chứ hóng cái gì. Ba con ăn hàng này hả? Có gì đâu. Vừa mới ăn tối xong. Vừa ăn tối xong đã hóng gì? Si ăn đói à? À? Con Lucky bị ăn đói à? Có bảo không? Thế cho miếng nhá. Thèm chưa? Đã thèm chưa? Thèm rồi thì anh mới cho, còn nếu không là thôi. Một miếng là phải chia cho ba con. Yumi. Rồi, Yumi ăn một tí thế thôi. Đùa, si hoàn cảnh nha. À, cho mi một khoang. Yumi. Rồi. Cho mi một mình, mi một miếng. Con Lucky. Nhai đi nha, chứ cứ nuốt là tao không cho ăn đâu. Đùa chứ si làm gì mà nước bọt nó ra cả cái bong bóng này, hoàn cảnh quá đi thế. À. Thật đấy. Không, từ chưa được. Được rồi, vỡ cái bong bóng rồi thì được ăn. Không nhai à? Nuốt trứng à? Nuốt trứng biết gì là ngon. Ăn cho nó phí đi à? Ăn lấy ngon chứ ăn lấy no đâu mà nuốt trứng. Ở đấy, ở kìa con Lucky kìa, con Lucky ăn này để ấy ra thế hả? Đây Si này, Si không tranh của cháu. Có Si đây cơ mà. Nó cắn rất là khéo nha, không bao giờ nó cắn vào tay. Cháu không biết ăn, cháu làm rơi. À, đứa nào cắn cái dép kia ra mà cắn vụn ra vậy. Này, Lucky. Nhai, đừng có nuốt trứng. Thôi Si, phần đấy là phần của cháu. Đây của Si đây. Chúng nó rất nhạy cảm với lại cái âm thanh này. Xem nào, còn mỗi miếng này cho biết cho con nào nhỉ? Còn mỗi miếng này thì con nào nhường? Có con nào nhường con nào không? Cho con nào được bây giờ? Hả?
Yumi có nhường được cho em với cho cháu không? À, Messi có nhường được không? Có nhường cho con Nokia không? Ừ. Thế anh bắt đắm đuối này, con nào anh bắt đắm đuối này là không nhường đúng không? Thế thì cắn ra một miếng rồi cho mỗi con một phần nhá. Si cắn miếng bé thôi. Rồi, Yumi. Rồi, Lucky. Rồi, còn dính tí này. Ừ. Ở đây lại còn một cái nữa này. Lại một cái chia ra nhá, lại một cái kẹo này chia ra nhá. Lucky. Rồi, Yumi Mi. Con nào nó ăn mà lại rơi ra vậy? Rồi, cho nguyên cả cái đi, anh giả vờ vẫn còn. Ăn thế này thì sắp phá sản rồi. Cho Mi một mình một con này. Đây, Messi. Cho Messi cái này là cái cuối cùng nhá. Hết rồi đấy. Không hết thì phải cất đi mai ăn nhá. Si. Phần dưới nó đây là phần của cháu. Đây của Si đây. Thôi được rồi. Thôi nhá, hết rồi đấy. Thôi ăn thế thôi nhá. Chào mọi người đi nào. See you again. Chào mọi người nhé. Mấy con thánh ăn hàng chào mọi người và hẹn gặp lại. Có ai cùng cảnh thì share video nhé. Nhận đồng môn thánh ăn hàng. Ok.